Trong thế giới hoàn mỹ đã từng xuất hiện vô số thiên kiêu và quái vật. Họ hoặc là lụi tàn trong dòng chảy của thời gian, hoặc trở thành bậc thang cho người khác trong thời đại sai lầm. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng những người này đã từng sống như những nhân vật chính của cuộc đời mình và cũng từng có khoảng khắc tỏa sáng. Người đầu tiên xuất hiện chính là thần Diễm Nam Tử, người đã từng làm mưa làm gió tại hạ giới. Khi mà anh ta xuất hiện lần đầu, anh đã thể hiện sức mạnh và tầm nhìn lớn lao, không chỉ giới hạn trong phạm vi của hạ giới bát hoang. Anh ta xuất hiện ở hư thần giới dường như để theo đuổi Nguyệt Thiền Tiên Tử. Thế nhưng thực ra mục đích thực sự của anh ta lớn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Là người đầu tiên ở hạ giới dám ra tay với vực sứ, phá vỡ quy tắc, thần Diễm đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Sự can đảm của anh đã được nhiều người khen ngợi, thế nhưng mà sự sụp đổ của anh cũng đến rất là bất ngờ. Tưởng rằng anh ta sẽ chinh phục thế giới với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, thế nhưng cuối cùng anh ta lại lụi tàn như là một thiên tài bị lãng quên. Sau trận chiến đó, thần Diễm Nam Tử đã biến mất trong một thời gian dài, cho đến khi anh xuất hiện trở lại tại di tích tiên cổ. Thế nhưng lần này dù mang theo một phần luân hồi bàn, anh ta không có mạnh mẽ như xưa. Trong cuộc chiến với Trích Tiên, Thập Quan Vương và những người khác, thần Diễm cuối cùng cũng lặng lẽ lụi tàn để lại nhiều tiếc nuối. Người thứ hai chính là Thạch Tử Lăng, cha của Thạch Hào, là người khiến nhiều người mong đợi nhất. Trước Vương phủ Võ Vương, Thạch Tử Lăng ôm lấy Thạch Hào bị dốc xương, trọng thương và hấp hối, tay cầm long thương, đối diện với những trưởng lão quyền lực nhất của Thạch Quốc. Nhưng Thạch Tử Lăng không hề sợ hãi, là một người cha, ông muốn đòi lại công bằng cho con trai của mình, để Thạch Nghi trả món nợ máu bằng máu. Thạch Tử Lăng đã hét lớn, mắt ông đâm le, ông giống như là một tu la, không ai có thể cản bước của ông. Mái tóc đen và chiếc áo của ông đã bị nhuốm đỏ bởi máu, từng kẻ mạnh đều gục ngã dưới tay cây thương của ông. Ngay cả Ngũ Gia, người cao điền nhất của Thạch Quốc cũng bị đẩy lùi. Thạch Tử Lăng từng bước tiến đến trước mặt kẻ đã cướp đi xương của con trai mình, một nhát thương kết liễu bà ta ngay lập tức. Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Và cuối cùng, khi mà các tông lão của Thạch Quốc can thiệp, Thạch Tử Lăng mới buộc phải dừng tay. Màn xuất hiện của Thạch Tử Lăng không chỉ gây chấn động lòng người, mà còn giống như sự sụp đổ của một anh hùng, rực rỡ thế nhưng mà ngắn ngủi. Sau đó, Thạch Tử Lăng bị giam cầm và đàn áp tại Bất Lão Sơn. Sự phẫn nộ và bất lực hiện rõ trên người của ông, khiến người ta khó lòng tin rằng đây từng là Thạch Tử Lăng mạnh mẽ. Về sau, ông xuất hiện ít dần, khiến người ta gần như là quên lãng, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những khoảng khắc ngắn ngủi. Tiếp theo chính là Trích Tiên, một trong những thiên kiêu mạnh nhất của thời đại loạn cổ. Ban đầu hắn không hề xuất hiện trong tầm mắt của những thiên tài hàng đầu, thế nhưng không ai dám coi thường hắn. Ngay cả Thập Quan Vương tự cao tự đại cũng từng nói rằng hắn là kẻ địch đáng sợ nhất ở trong di tích tiên cổ. Khi mà Thạch Hào tiến tới xào huyệt hung thú, phía trước đã có nhiều quái thai cổ đại đang tọa thiền. Không lâu sau, vô số thiên tài địa bảo xuất hiện trong đông, trong đó tâm điểm chính là một cuốn cốt thư khổng lồ mà vô số cường giả tranh nhau đoạt lấy. Thế nhưng mà lúc này Trích Tiên vẫn chưa xuất hiện và chiến trường đã sớm trở nên hỗn loạn. Bất ngờ có người dùng thần khí đoạt được cốt thư, thế nhưng mà chưa kịp mừng rỡ thì biến cố xảy ra. Trong cảnh giết chóc đó, mọi người trở nên sợ hãi và tràn đầy sát khí với nhau. Chẳng mấy chốc không khí trên chiến trường đã tràn ngập mùi máu tanh, hàng vạn thiên kiêu vô tội chết oan càng khiến nơi này trở nên đáng sợ hơn. Trên không trung bỗng xuất hiện một thân ảnh, khoác trên mình y phục trắng, tay cầm cây sáo dài độc tấu, như là đang diễn tấu bài ca chết chóc. Giữa sự chỉ huy của kẻ bí ẩn, bầy côn trùng đã ập đến chiến trường, chỉ trong nháy mắt đã khiến hàng chục vạn thiên kiêu tử vong. Trong cảnh tuyệt vọng, Thạch Hào cùng với vài quái thai cổ đại và Thạch Nghĩ liên thủ chống lại kẻ địch. Cuối cùng khi mà họ gần như kiệt sức, kẻ bí ẩn chỉ để lại một lời từ biệt rồi rời đi, để lại sự khó hiểu cho tất cả. Tuy nhiên những thương vong bên trong hung xào là khủng khiếp, nửa số thiên kiêu của Tam Thiên Đạo Châu đã chết tại đây. Về sau Trích Tiên theo sư môn tiến vào tiên vực, ẩn danh tu luyện. Thế nhưng mà kết cục của hắn lại đầy bi thương, dù từng nằm bên trong top 4 kẻ mạnh nhất thời loạn cổ. Và ngay cả bên trong trận chiến đấu đó, tu vi của hắn đã đạt đến cấp bậc tiên vương. Thế nhưng mà trong trận chiến đó, y phục của hắn đã bị nhuộm đỏ, máu của hắn bắn tung tóe khắp tinh không và bị giết chết ngay tại chỗ. Người tiếp theo chính là An Lan, một trong những nhân vật phụ được yêu thích nhất trong thế giới hoàn mỹ, được cho là thể hiện hoàn hảo sự kiêu ngạo. Sự xuất hiện của hắn càng làm tôn vinh vương giả bất tử. Khi mà An Lan xuất hiện trước khi mà bế quan, dường như hắn đang kể về khoảng cách lớn như là vực thẳm giữa người và tiên. Thậm chí tọa kỵ của An Lan cũng đã đạt đến cảnh giới chân tiên. An Lan nhẹ nhàng nói như thể đang tiên đoán về kết cục bi thảm của cửu thiên. Trên đỉnh cổ tiên, ta An Lan là trời, thậm chí vực thẳm trời đất cũng không thể nào ngăn cản hắn. Hắn tiếp tục nói, dù mang trên lưng vực thẳm thiên địa, ta vẫn có thể nâng thành đế nguyên thủy, An Lan ta vẫn vô địch thế gian. Đây không chỉ là sự tự phụ, mà còn là lời khẳng định sức mạnh và sự bất khả chiến bại của An Lan. Đúng lúc đó hư không tan vỡ, dòng sông thời gian xuất hiện, một nam tử đứng trên đỉnh lò, đối đầu với An Lan. Dòng sông thời gian chỉ là vô cùng đáng sợ, không phải thiên vương thì không thể nào lay chuyển. Nhưng mà dù đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, An Lan vẫn tiếp tục hét lớn, hôm nay người đã thuận theo dòng chảy mà làm bị thương tọa kỵ của ta, chuyện này vẫn chưa phải là sóng gió lớn. Thế nhưng nếu ngươi dám bước thêm một bước, thiên địa sẽ bị lật đổ.
Ngay sau khi nói xong, đầu bên kia của dòng sông thời gian chìm vào im lặng. Cuối cùng người đó tặng cho Thạch Hà một giọt máu trước khi mà rời đi trong vội vã. An Lan một mình tiến đến cửa khẩu, đẩy Cửu Thiên đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Thế nhưng mà giọt máu mà người bí ẩn mang đến lại có sức mạnh khủng khiếp của Tiên Vương, kết hợp với pháp thuần hóa tự tại. Thạch Hà miễn cưỡng đánh bại An Lan, thậm chí người yêu của hắn Hỏa Linh Nhi cũng bị An Lan bắt đi. Sự xuất hiện của An Lan vô cùng đáng sợ, hắn một tay nâng đế thành nguyên thủy để chống lại vực thẳm thiên địa, chặn đứng dòng sông thời gian, và thậm chí sau khi đối mặt với Tiên Vương Thạch Hạo, hắn vẫn mang đi được cả Tổ Châu. Nhưng kết cục quán lại cực kỳ bi thảm. Hàng triệu năm sau khi mà Thạch Hạo vượt qua kiếp nạn chuẩn tiên đế và bước qua cửa đế, hắn đã tự tay giết chết An Lan, khiến thân xác của hắn mãi mãi quỳ xuống trước Tổ Châu để trục tội. Người cuối cùng chính là Cổ Tổ, một trong thập hung của thời đại Thái Cổ. Ông đã mang trên vai quá nhiều gánh nặng và là người duy nhất trong thập hung còn sống đến thời đại này. Có thể nói rằng việc Cửu Thiên Thập Địa hiện nay vẫn chưa bị hủy diệt, một nửa công lao thuộc về Cổ Tổ. Vào thời kỳ Tiên Cổ, khi mà Cửu Thiên sắp thất bại, vị vua cuối cùng của Cửu Thiên đã giao cho Cổ Tổ nhiệm vụ giả vờ phản bội. Vì thế Cổ Tổ giả vờ đào tẩu sang dị vực, bắt đầu cuộc ẩn náu kéo dài hàng triệu năm. Lúc này bên trong dị vực, Thạch Hào đã bước vào cảnh giới đế, lần lượt tiêu diệt các bất tử chi vương của dị vực. Cuối cùng Côn Đế xuất hiện, hy sinh chính mình để kích hoạt sức mạnh đáng sợ nhất của pháp khí khởi nguyên. Thế nhưng mà ngay lúc đó, Cổ Tổ mang theo các quy tắc của thời gian và không gian lao ra, dùng thân thể của mình để chặn pháp khí cổ khởi nguyên. Trên chiến trường, Thạch Hạo chứng kiến tất cả. Cổ Tổ đã kiệt sức và gần kề cả chết. Thế nhưng mà ông vẫn cười lớn, hàng triệu năm ẩn náu cuối cùng đã kết thúc. Trong tay của Cổ Tổ, ông ném ra 5 cái đầu, 3 trong số đó từng thuộc về Cửu Thiên, thế nhưng nay đã phản bội và bị ông lần lượt tiêu diệt. Hai người còn lại là các bất tử chi vương. Sức mạnh của Cổ Tổ khủng khiếp đến mức một mình ông đã giết được 5 vị vua vô cùng mạnh mẽ. Thạch Hạo như người già trước mắt, Cổ Tổ đang dùng cái chết để bày tỏ lòng trung thành. Thân thể của ông rực sáng với ánh máu, rồi cùng với 5 cái đầu biến mất khỏi thế gian. Khoảnh khắc vinh quang của Cổ Tổ đã đi đến hồi kết, điều đó khiến người ta tiếc nuối vô cùng. Sức chiến đấu của ông đáng sợ vô hạn, ẩn náu hàng triệu năm chỉ vì Cửu Thiên, cuối cùng lại dùng cái chết để tỏ lòng trung nghĩa khiến mọi người rơi nước mắt. 5 người này mỗi người đều có cảnh giới khác nhau, từng rực rỡ trong thời đại của chính mình, thậm chí có những khoảnh khắc vinh quang khó quên, thế nhưng mà kết cục của họ lại đầy bi thương, trong đó Cổ Tổ càng khiến người ta phải thở dài. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay, các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo thì gì, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.